Mặt trước của nghĩa Dũng Đài cũng có đặt một ban thờ với đầy đủ những đồ vật thờ cúng. Cái bờ tường bao tròn xung quanh này cho rằng tượng trưng cho một vành khang tang. Đây cũng chính là ý nghĩa của cái công trình nghĩa Dũng Đài này. Tất nhiên vào cái lúc chiến loạn như vậy, những cái tử sĩ đưa về đây thì cũng có rất là nhiều người không xác định được danh tính. Cho nên đối với những ngôi mộ này bây giờ thì hầu như không thể nào xác định được người đang nằm dưới này là ai. Khi để cây đâm xuyên thẳng qua dọc sống lưng của ngôi mộ luôn, qua tới bên này và làm bật cái nắp mộ lên. Xin chào tất cả các bạn. Nghĩa trang quân đội Biên Hòa đã từng là nơi chôn cất hàng chục ngàn tử sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa từ trước năm 1975. Chủ yếu là những tử sĩ đã tử trận trong hai chiến dịch lớn là chiến dịch Mậu Thân năm 1968 và chiến dịch Mùa hè đỏ lửa năm 1972. Tuy nhiên, sau thời đất nước được hoàn toàn giải phóng thì khu nghĩa trang này bị bỏ hoang trong một thời gian rất là dài. Và từ đó thì các khu mộ trong khu nghĩa trang này dần dần bị xuống cấp và hư hại trầm trọng. Vậy thực trạng hiện nay khu nghĩa trang này đang như thế nào? Mời các bạn cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nha. Trước mặt các bạn là một cánh cổng tam quan để dẫn lên đền tử sĩ. Cánh cổng được làm bằng đá, rất là đẹp và kiên cố. Ở phía trên thì có đắp nổi ba chữ đền tử sĩ. Tuy nhiên chữ tử thì đã bị bong tróc mất. Ở trụ chính bên phải thì cũng đắp nổi bốn chữ vì dân chiến đấu. Còn ở trục chính bên trái thì đắp nổi bốn chữ vì nước hy sinh. Những chữ này thì cũng đã bong tróc và hư hại khá nhiều theo thời gian. Các cái hoa văn và những chi tiết đắp nổi trên cánh cổng cũng rất là ấn tượng và đặc sắc. Bây giờ thì mình sẽ đi theo cái lối bậc cấp này để lên khu vực đền tử sĩ. Khu nghĩa trang quân đội Biên Hòa này được xây dựng từ năm 1967 theo sáng kiến của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu. Hình dáng của khu nghĩa trang này mô phỏng theo hình của một con ong, do kiến trúc sư Lê Văn Mậu phụ trách thi công. Phần đền tử sĩ này chính là phần đầu của con ong. Phần thân của con ong chính là khu vực chôn cất các tử sĩ. Còn con đường dẫn vào nghĩa trang này chính là cây kim của con ong. Và ở phần đầu của cây kim, người ta có đặt một bức tượng gọi là tượng Thương Tiếc, cao 5m và đế cao 3m do nhà điêu khắc Nguyễn Thanh Thu sáng tạo. Bức tượng này thì được dựng vào năm 1966, mô phỏng hình ảnh của một quân nhân Việt Nam Cộng Hòa đang ngồi tiếc thương cho người bạn vừa mới tử trận. Tuy nhiên hiện nay thì bức tượng này đã bị đập bỏ. Khu nghĩa trang này thì tọa lạc trên một ngọn đồi thấp, có diện tích khoảng 125 ha. Do bị bỏ hoang lâu ngày nên khung cảnh cũng có phần âm u và hoang vắng. Đây chính là khu vực đền tử sĩ các bạn. Thiết kế của ngôi đền thì gồm có 2 tầng mái. Theo như mình quan sát thấy thì cấu trúc của ngôi đền vẫn còn được bảo toàn tương đối là nguyên vẹn. Trước đây thì ngôi đền này được dùng làm nơi đặt hài cốt của các tướng lĩnh trước khi chôn cất, và cũng là nơi mà các quan chức Việt Nam Cộng Hòa đến dâng hoa và làm lễ diêu hồn. Ở cái phần mái thì rêu cũng phong và các cái cỏ dài thì mọc xung quanh mái, làm cho cái ngôi đền này có vẻ cổ kính hơn nhiều. Xung quanh đây thì những bức tường rào cũng đã gãy đổ một phần. Ở bên cái phần lan can này mình thấy có một dòng chữ bằng tiếng Anh. Tuy nhiên cũng đã mờ đi khá nhiều, cho nên không còn đọc được rõ nội dung. Ở đây có thể thấy hàng ngày hoặc là một thời gian cũng có người đến đây để quét và lau dọn, cho nên nhìn cũng khá là sạch sẽ và tươm tất. Ở cái phần góc tường này có dấu vết của việc bị cháy, có thể là đốt hương hoặc là giấy tiền vàng mã. Ngay giữa trung tâm thì cũng đặt một cái bàn cúng, có 3 bát nhang và 2 bình hoa cũng còn khá là tươi mới. Ở đây cũng có để sẵn hương luôn và một số cái đồ cúng. Trong khu vực này mình cũng đang nghe phảng phất có tiếng kinh các bạn. Đền tưởng niệm ân linh, xin đừng viết vẽ. Cái phần mái thì cũng có kết cấu khá là đẹp. Ở phía sau này thì có một cái bể để đốt vàng mã và một cái bệ bằng đá có thể là để dâng lễ cúng. Cái ngôi đền này thì có đến 4 lối đi lên nha các bạn, ở 4 hướng khác nhau, phía trước, phía sau, bên trái, bên phải đều có lối đi lên hết. Ở xung quanh là những khu dân cư khá là đông đúc và các cái nhà máy. Vào năm 2006 thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định chuyển giao quyền quản lý của nghĩa trang này từ quân sự sang dân sự. Quyết định này thì được đánh giá là một bước đi đầy ý nghĩa trong công cuộc hòa giải, hòa hợp dân tộc. Sau khi chuyển quyền quản lý từ quân sự sang dân sự thì khu nghĩa trang này cũng được đổi tên thành Nghĩa Trang Nhân dân Bình An. Và đây chính là cổng chính để đi vào nghĩa trang này các bạn. Ở đây có dừng một cái bảng bằng đá hoa cương ghi tên mới của khu nghĩa trang luôn, Nghĩa Trang Nhân dân Bình An. Trên toàn lãnh thổ Việt Nam thì ước tính có khoảng 50 nghĩa trang chôn cất tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng khu nghĩa trang quân đội Biên Hòa này chính là khu nghĩa trang lớn nhất. Trước đây khi chưa xây dựng khu nghĩa trang này thì tử sĩ của Việt Nam Cộng Hòa được chôn cất ở nghĩa trang Hạnh Thông Tây. Tuy nhiên sau này tình hình chiến sự ngày càng căng thẳng thì khu nghĩa trang Hạnh Thông Tây không thể nào đáp ứng được nhu cầu chôn cất tử sĩ. Từ đó thì cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu mới cho xây dựng khu nghĩa trang này. Ở đây có một cái bảng chỉ dẫn Nghĩa Trang Nhân dân Bình An, đường vào các khu mộ. Thì mình sẽ đi theo cái lối này. Trong khu vực này thì được phân chia thành 8 khu khác nhau, từ khu A cho đến khu Y, chôn cất các cấp bậc lãnh đạo của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, cho đến cấp tướng, cấp tá, cấp úy, rồi đến các binh sĩ. Những người được đưa về đây trước thì sẽ được chôn cất xung quanh khu vực Nghĩa Dũng Đài, rồi sau đó từ từ chôn cất tỏa ra các bên. Người có cấp bậc cao nhất được chôn cất trong khu nghĩa trang này là Đại tướng Đỗ Cao Trí. Tuy nhiên hiện tại thì phần mộ của Đại tướng Đỗ Cao Trí đã được thân nhân cải táng đi nơi khác, chứ không còn nằm trong khu nghĩa trang này nữa. Theo một số nguồn thống kê số liệu thì khu nghĩa trang này có tổng cộng 16 đến 18 nghìn ngôi mộ. Một con số cực kỳ lớn, phản ánh được tình hình chiến sự căng thẳng, ác liệt và gây thương vong lớn cho cả hai bên. Đây là khu vực mộ đã được cải tạo nè các bạn. Trước đây thì vào cái lúc mà chuyển những cái tử sĩ về khu nghĩa trang này á, thì hầu như người ta chỉ chôn cất bằng những cái mộ đất bình thường thôi. Sau này thì người ta mới sửa sang lại. Và không biết là cái phần ốp gạch này là phía nhà nước cấp kinh phí hay là thân nhân của những tử sĩ này đã đến đây để cải tạo lại. Còn cái phần nguyên bản ban đầu của nó là những cái ngôi mộ được cải tạo thành những cái tầng bê tông như thế này các bạn. Hai cái tầng bê tông hình chữ nhật như vậy. Hiện tại thì những ngôi mộ này cũng có những cái tấm bia và ghi thông tin khá là đầy đủ. Còn phía xa xa ngoài kia là hầu hết những ngôi mộ chưa được cải tạo nhiều. Chỉ mới làm lại hai cái tấm bê tông thôi, chứ không phải là một cái mộ đất ngày xưa. Đây là những cái tấm bia rất là cũ này. Những cái tấm bia này là những cái tấm bia ban đầu luôn. Còn đối với những ngôi mộ này thì không thấy có tấm bia nào cả. Tất nhiên vào cái lúc chiến loạn như vậy, những cái tử sĩ đưa về đây thì cũng có rất là nhiều người không xác định được danh tính. Cho nên đối với những ngôi mộ này bây giờ thì hầu như không thể nào xác định được người đang nằm dưới này là ai. Còn những cái ngôi mộ này thì may mắn hơn, có đầy đủ tên tuổi và cấp bậc. Đây, binh nhất, tiểu đoàn 1, 15, từ trần 569. Thì từ phía trong ra thì sẽ chôn cất những cái tử sĩ tử trần từ năm 1968 và dần dần tỏa ra xa là các chiến sĩ tử trận từ năm 1969, năm 70, năm 71, năm 72, vân vân. Đây, những cái ngôi mộ này là những ngôi mộ đã được gia đình cải tạo đó các bạn. Khá là đẹp và khang trang. Đây, đại úy, đại đội 202, quân chủng thủy quân lục chiến, từ trần 570. Còn những cái nắm đất như thế này là có thể những phần mộ đã được bóc đi rồi nha các bạn. Đây, bên này cũng tương tự như vậy. Bên này nữa. Đây là hạ sĩ. Các cái thông tin còn lại thì khá là mờ. Tuy nhiên cái tấm ảnh chân dung thì còn khá mới các bạn. Khuôn mặt cũng rất trẻ. Ở đây có những ngôi mộ đã bị những cái rễ cây đâm xuyên qua và làm bật cái nắp lên luôn rồi các bạn. Đây, như ngôi mộ này. Đó, cái rễ cây đâm xuyên thẳng qua dọc sống lưng của ngôi mộ luôn, qua tới bên này và làm bật cái nắp mộ lên. Trong khu vực này thì âm u hoang vắng, nhưng mà không khí thì cũng khá là mát, bởi vì có rất nhiều tán cây. Đây là cái khu vực có rất nhiều những cái phần mộ chưa được cải tạo nhiều nữa các bạn. Nguyên một dãy như vậy chỉ có một vài ngôi mộ là đã được gia đình cải tạo thôi. Số lượng cực kỳ ít. Còn lại là đa số những ngôi mộ còn rất là đơn sơ. Rêu xanh phủ kín như thế này. Và có cả những ngôi mộ vô danh nữa, không có bia. Ở đây là binh nhì, tiểu đoàn 2, thủy quân lục chiến. Ở đây là binh nhất, tiểu đoàn 2 năm 2. Bên này là phần mộ của hạ sĩ tiểu đoàn 2 9. Bên này cũng là phần mộ của một hạ sĩ tiểu đoàn 1 nhảy dù. Bên này cũng phần mộ của một hạ sĩ nữa, tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến từ trần 572. Còn đây là số ít ngôi mộ ở khu vực này đã được gia đình cải tạo các bạn. Kế bên là phần mộ của một hạ sĩ tiểu đoàn 9 nhảy dù. Trước mắt các bạn chính là khu vực Nghĩa Dũng Đài, được xây dựng theo cấu trúc của một hình vòng tròn và xây trên một mô đất cao khoảng 3 mét so với mặt nền xung quanh. Phần lan can hai bên thì đã bị rêu xanh bám kín. Còn phần nền thì được lát bằng đá hoa cương, khá là láng đẹp. Mặt trước của Nghĩa Dũng Đài cũng có đặt một ban thờ với đầy đủ những đồ vật thờ cúng. Cái bờ tường bao tròn xung quanh này cho rằng tượng trưng cho một vành khăn tang. Đây cũng chính là ý nghĩa của cái công trình Nghĩa Dũng Đài này. Nơi đây năm xưa cũng từng là nơi diễn ra các cái nghi lễ trước khi chôn cất tử sĩ. Ở trung tâm của Nghĩa Dũng Đài là một cây cột đứng tạo hình như một thanh kiếm có hình chữ thập dựng thẳng lên trời. Trước đây thì cây cột này có chiều cao khoảng 40 m, nhưng sau đó thì đã bị cắt cụt bớt. Chiều cao hiện tại của cây cột này là khoảng 20 m nha các bạn. Trong lòng cột thì rỗng, nên ngay ở vị trí này, đây là trước kia có một cái khung cửa để đi thẳng lên đến đỉnh cột. Ở phía trong thì có hệ thống bậc thang. Phía dưới này trước kia cũng có một cái bậc thang để đi lên và bước qua cái ô cửa kia, chứ không phải là trèo qua nha. Nhưng hiện tại thì người ta đã xây bít lại rồi. Ở trong khu vực này thì có thể thấy hiện nay đã được chăm sóc rất là cẩn thận. Những cây cảnh được trồng lên rất nhiều và cắt tỉa gọn gàng. Có cả hệ thống tưới nước nữa các bạn. Ở trong này thì hàng ngày người ta cũng mở những cái tiếng tụng kinh để an ủi cho vong linh của các tử sĩ. Đây, có một cái máy tụng kinh này các bạn. Trong này theo như mình thấy là có khoảng 3-4 máy gì đó. Trước đây khi khu nghĩa trang này vẫn còn thuộc quyền quản lý quân sự thì khu vực này bị kiểm soát rất là chặt chẽ. Sau này khi đã chuyển mục đích sử dụng một phần cũng như chuyển quyền quản lý dân sự thì hiện nay nhân dân và thân nhân của các tử sĩ được quyền vào thăm viếng cũng như cải tạo mộ. Tuy nhiên ở trong khu vực này vẫn còn khá là nhiều những ngôi mộ đơn sơ, xuống cấp, chưa được cải tạo. Có thể những tử sĩ này đã không còn người thân, hoặc người thân của họ cũng đã di tản đi nơi khác, hoặc cũng có thể là đi định cư nước ngoài hết rồi. Nơi đây hàng ngày vẫn có các nhân viên quản trang chăm sóc, quét dọn. Nhưng một phần vì bị bỏ hoang nhiều năm, một phần vì thời gian làm cho những khu mộ nơi đây xuống cấp và sụt lún, nên khó tránh khỏi khung cảnh điều hiu, cô quạnh. Theo như lời của các nhân viên quảng trang nơi đây chia sẻ thì chỉ có vào dịp lễ Tết hoặc dịp Thanh Minh Tảo Mộ thì nơi đây mới có nhiều người đến viếng thôi. Còn đối với những ngày bình thường và đặc biệt là vào những tháng mùa mưa thì hầu như rất ít người lui tới trong khu nghĩa trang này. Hy vọng là thời gian sắp tới, các thân nhân của các tử sĩ sẽ đến đây để cải tạo, sửa sang lại mộ cho các tử sĩ, cũng như là chăm lo việc hương khói để nơi đây ấm áp và đỡ cô quạnh hơn. Còn bây giờ thì mình cũng xin dừng video của mình hôm nay tại đây. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.